Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi Chu Du đi mít nha mọi người. Thì mình không hiểu lắm là tại sao team địch nó lại bích con mãi lai, trong khi mình bích trước là con Chu Du luôn cơ. Mà mình đã bích trước Chu Du rồi mà team địch vẫn dám bích mãi lai, mình cũng không hiểu lắm. Tại vì mình cảm giác con Chu Du này nó khắc con mãi lai luôn mọi người, kiểu nó khắc tinh luôn ấy. Bởi vì con mãi lai này nó thả robot ra phá nhà đồ, nhưng mà Chu Du nó lại rải lửa ra một vùng rất là rộng luôn, và những con robot này rất là dễ bị đốt chết. Cho nên là cảm giác con mãi lai sẽ không được chơi game với con Chu Du đâu. Mà không hiểu sao cắm chọn mình đã bích Chu Du trước rồi mà nó vẫn còn dám bích mãi lai cơ. Ví dụ đây là một trận đánh thường, nó không biết bên mình có Chu Du mà nó bích mãi lai thì mình mới thì nó là bình thường. Nhưng mà bây giờ mình bích Chu Du trước luôn mà nó vẫn dám bích mãi lai, mình hơi khó hiểu một tí. Thì ok, bây giờ mình tập trung vào trận đấu. Luna có nghĩa là không ăn cái con chim ở mid, vậy thì mình sẽ ăn thôi. Cái con này nó không còn nhiều kinh nghiệm như trước nữa đâu, nhưng mà nó vẫn có kinh nghiệm và tiền thì mình không thể nào chê được. Chắc là mình sẽ lên level 4 ngay thôi. Đó, mình sẽ lên level 4 mọi người à. Nếu mà mid mà không có cái con đó thì bây giờ mình chỉ mới một tí xíu cây kinh nghiệm của level 3 thôi, giống như con mình lại đi bên địch vậy đó. Mình sẽ lên cái giày mà xuyên phép nha mọi người. Ban đầu thì mình đã lên được cái giày kháng hiệu ứng rồi, bây giờ mình sẽ lên tiếp một cái giày xuyên phép nữa. Tại sao mình lại lên như vậy thì team địch rất là khó chịu với cái con dao chiêu 1 của nó, cho nên là mình phải lên cái giày kháng hiệu ứng thôi. Nhiều lần mình nghĩ là có một hai con khống chế thì thôi khỏi lên cái giày kháng hiệu ứng cũng được, nhưng mà quả thật nó rất là khó chịu. Ulti của con mãi lai cũng có choáng rồi, ulti lữ bố cũng có choáng, thì con dao khó chịu nữa mọi người, cho nên là mình lên đi cho chắc. Thấy mọi người thấy không, con mãi lai nó quăng robot ra cái mình đốt lửa một tí là nó chết hết trơn thôi mọi người. Mình sẽ xuống đây ép trụ cùng với AD nha. Con này lửa nó không thể đốt được trụ, nhưng mà nội tại thì có thể đốt lên trụ, cho nên là mọi người để lửa nó đốt lên trụ 4 lần thì nội tại nó cũng sẽ nổ vô trụ thôi. Đó thì cũng giống như là lửa nó đốt lên trụ rồi vậy đó. Nhiều người cứ nghĩ là cái lửa của Chu Du đốt được lên trụ, nhưng mà không phải nha, do cái lửa đó ảnh hưởng lên trụ xong rồi nội tại mới nổ lên nha, chứ cái lửa đó không đốt được trụ. Nội tại là mọi người dùng lửa đốt hoặc là đánh thường trúng 4 đòn thì nó sẽ nổ lửa, nếu như nó thiêu đốt địch. Con robot này khó chịu thế nha. May quá Luna cho mình ăn mọi người à. Mình có cái cục máu ở mid rồi, mình cũng có mana lại rồi thì mình cũng không cần về đâu. Nội tại của Chu Du là mình đã nói là giống như là bị lửa đốt hay là bị sát thương từ Chu Du đó, mà 4 lần thì nó sẽ tích một dấu ấn, đủ 4 tầng thì nó sẽ nổ ra lửa thiêu đốt trong vòng 2 giây hay 4 giây gì đó. Tóc biến lên, ok. Mọi người có biết tại sao mình tóc biến lên cái pha đó không? Bởi vì ở trong cái vùng gió của Chu Du, gió chiêu 1 ấy, thì nó sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của địch, thì nó sẽ giảm tốc độ di chuyển của mấy lai, nhưng mà mình tóc biến là nó không tới mọi người. Pha đó tóc biến hơi lỗi tí, nhưng mà không sao đâu. Thì mình thấy cái skin này nó cũng đẹp, nhưng mà nó không có xứng đáng với 1600 cho lắm mọi người. Mình nghĩ cái skin này 888 là được rồi mọi người. Nó chỉ có nhiều hiệu ứng biến về này nọ thôi, chứ mình thích cái hiệu ứng của cái skin sổ ngày xưa hơn. Nhưng mà thời đó mình chưa có chơi mọi người. Với lại Chu Du thì mình nghĩ nó phải hợp với lửa hơn. Còn cái này là skin kiểu chủ đề âm nhạc mọi người. Chu Du như mọi người biết thì ở trong phim là nó nổi nhất là cái trận xích bích nó đốt Tào Tháo, tức là nó dùng hóa công ấy. Thì mình nghĩ Chu Du cái chủ đề lửa nó sẽ hợp hơn là cái chủ đề âm nhạc này. Team địch làm gì đây? Chết không? Chết rồi mọi người. Người thấy cái trận này đánh hẹn cho nên là rất là căng thẳng mọi người. Cái 4 phút mà vẫn mới có 2 mạng thôi. Đánh thường nãy giờ chắc cả chục mạng rồi đó anh em. Cho nên là mình lười đánh hạng là vậy đó mọi người, rất là khó ăn mạng. Đó, lửa đốt lên cái trụ rất là ngon. Thực ra nội tại đốt lên trụ rất là, nó cũng không nhanh đâu, nhưng mà nó cấu rễ cái trụ rất là ok. Đây, làm gì để chạy không? Chạy này thì chạy. Còn ulti là mọi người thấy cái hình cây quạt đó mọi người, cái kiểu cái phạm vi hình quạt đó thì nó sẽ gây sát thương. Còn nếu mà đứng trong vùng lửa mà còn bị ulti đó thổi trúng thì nó sẽ choáng thêm nữa nha mọi người. Choáng và gây thêm sát thương nữa luôn.
chiêu 2 thì đặt một vùng lửa như vậy. Chiêu 1 là sẽ thổi lửa theo một cái hướng đó, tức là trong cái vòng tròn nó mà có lửa thì nó sẽ thổi theo cái hướng mà mọi người đã chỉ định. Thì mọi người đặt càng nhiều lửa nó thổi sẽ càng nhiều, nhưng mà tầm 5 vùng lửa là tối đa nha. Sau khi mà nhiều hơn 5 vùng lửa thì những cái vùng lửa cũ nó sẽ bắt đầu biến mất nha mọi người. Nói chung là tối đa 5 vùng thôi. Đó, nó sẽ đi theo cái hướng đó, lửa nó sẽ lan ra. Okay, còn cái skin này là cái nốt nhạc nó sẽ lan ra. Mình không biết mình sẽ kiếm được cái skin mà sổ cũ ở đâu ra nha. Mình thấy cái ông kia trên Douyin thổi lửa ra rất là đẹp luôn. Mình sẽ không thích cái skin âm nhạc này lắm đâu, nhưng mà trước mình đã là hứa mua rồi, không thể nào mà không chơi được. Thứ thấy nó cũng được, nhưng mà bây giờ mình thấy nó không có đẹp là cái skin là thổi lửa kia. Bởi vì Chu Du thì với mình nó phải đi với lửa mọi người ạ. Chu Du là nổi tiếng là về lửa rồi. Game nào mình chơi thì Chu Du nó cũng mang hơi hướng là thổi lửa thôi. Bây giờ ra mid ép trụ thôi. Số mạng đã 6-0 rồi. Ơ kìa Hoàng Trung làm gì đấy? Tóc biến à? Ơ kìa sao không chạy nha? Hoàng Trung ỷ là dựng trụ, dựng cung bắn thì có giáp thép mà không sợ đứng trong cái bãi lửa của mình luôn mọi người. Cũng khá là khó hiểu khi mà nó dám đứng ở đó luôn á. Thì thôi bạn chết cũng đáng rồi. Đó, mình sẽ thổi lửa lan cho rất là to. Team địch nó sẽ không có dám lại gần cái trụ để mà đép trụ luôn mọi người. Con này ép trụ cũng rất là ghê, mà nó thủ trụ cũng ghê nữa. Nó thủ trụ thì gọi là lính vừa vô nó thổi một đường xong rồi nó ulti là coi như lính địch chết gần hết rồi. Và địch nó cũng không có dám vô, nó vô thì sẽ bị choáng rồi còn bị đốt nữa. Rồi mình lui một tí mọi người, Hoàng Trung nó bắn đau lắm. Con luôn bị mình thấy nó đã núp ở đường bên trái rồi, đánh cẩn thận một xíu nha mọi người. Mà cũng có thấy phân cơ cho nên mình không sợ lắm đâu. Đó, lưu bị đây. Sợ gì nha. Thổi nó ra. À nó có ulti rồi, nó không bị thổi ra mọi người, mình cũng chết rồi. Nè ngon 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 anh em ơi. Vô thế rồi, thổi đúng 3 con luôn mọi người. Hoàng Trung là ơ kìa. Chưa hiểu lắm Hoàng Trung luôn, Hoàng Trung nãy giờ gọi là nói chung là khá là ngáo mọi người, chưa hiểu lắm anh Hoàng Trung luôn. Thì build đồ mình sẽ để trên màn hình. Cái build đồ này là cái build đồ gọi là mình thấy build đồ này nó gọi là khá là gọi là full phép luôn đó mọi người. Chu Du thì thường mình thấy người ta sẽ lên tầm 2 hoặc 3 món đồ thủ mọi người. Có một cái món là cái trượng mà hình có cái mặt trăng màu tím, cái đó thì cũng nửa thủ nửa phép, nhưng mà mình không có thích lên thủ cho nên là mình lên thẳng full phép luôn mọi người. Những cái gì mà gây sát thương phép nhiều nhất có thể thì mình lên luôn nha mọi người. Đó thì mình lên cái sách thánh nha mọi người. Không hiểu sao mình chơi cái game này mình rất là thích sách thánh luôn. Nó kiểu nó rất là nhiều công phép, chơi rất là sướng anh em ạ. Xin cái mùa xanh bạn ơi. Ái chà Luna có vẻ rất là có tình người anh em ạ. Mình sẽ đốt, mình chặn đường nó đây. Nó chạy nhanh quá mọi người. Đó, mình để ba cái cục lửa chặn đường đó thì bố nó dám ra luôn mọi người. Bây giờ thổi lên nè. Ok, lửa nó tắt hết rồi mọi người. Nếu mà lửa nó không kịp tắt thì mình thổi lên nó sẽ thổi tiếp lên ở trên nữa nha mọi người. Con này cố gắng đặt lửa nhiều nhiều vô mọi người cho nó sợ. Đây mình sẽ ra mid ép mid mọi người. Ép trận này win sớm luôn mọi người. Không có nhây trận này đâu. Hoàng Trung nó bắn rác quá mọi người, không thể ấy được. Mình chỉ có thể để lửa mình cấu rỉa cái trụ thôi. Lửa bố làm gì đây? Mình sẽ cứ kiểu thổi lửa đi thẳng lên thôi mọi người. Đây mình sẽ ép trụ. Đó, thổi lửa lên. Rồi ok, để cho lửa nó đốt trụ thôi. Mọi người thấy khi mà lửa nó trúng trụ là nó sẽ không có mất máu liền đâu. Nó sẽ đợi tầm 2 giây sau thì tức là tích đủ 4 tầng lửa thì nó mới bắt đầu rút máu lên trụ nha. Bây giờ mình cứ đứng ở đây mình rải lửa vô thôi. Đó đó đó, mình đâu có cần. Cái nhiệt việc mình rất là nhẹ luôn. Chỉ cần đứng rồi rải lửa thôi. Đó. Nó lửa bây giờ mà địch nó cứ đi loạn choạng rồi trúng cái lửa mà không hay là nó chết luôn mọi người. Mình cũng lúc nãy mình nói trận này căng thẳng, nhưng mà sau giờ nhìn lại tỷ số 17-2. Team địch quánh gà thế nha. Cái nào trận này team địch là mấy không ta? Kiểu mình thấy quánh thường thì mới gặp mấy chứ trận này quánh hạng sao gặp mấy được nha. Nhưng mà mình chơi với mấy thì nó mới gà như vậy chứ sao team địch trận này quánh tỷ số thảm thế nha. Để sau mình ra mình xem team địch là người hay mấy nha. Ok thì trận đấu mình nó cũng kết thúc rồi. Để mình ra xem thử xem team địch là người hay máy.
À mọi người leo rank tới đâu rồi? Dạo này mình cứ đánh thường rồi làm clip test tướng cho mọi người mà không có thời gian đánh rank, với mình cũng lười quá, quánh rank căng thẳng quá, cho nên là mình tới hôm nay là ngày 5 tháng 10 thì mình chỉ mới lên được có hát diện 5 thôi mọi người. Của team địch là người mà nha. Nếu mà là máy thì mọi người sẽ thấy là rank đồng, rank vàng này nọ nha. Thôi, team địch là người hết rồi. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các clip sau nha. Bye bye.